Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng cho biết, trong ngày hôm qua, 30 tháng 7, chuỗi lây nhiễm liên quan đến cảng cá Thọ Quang xuất phát từ bệnh nhân NBK, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, đã ghi nhận thêm 45 ca mắc mới COVID-19. Như vậy, tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 liên quan đến chuỗi lây nhiễm này đã lên đến 155 người. Nguy cơ từ chuỗi lây nhiễm này vẫn ở mức rất cao, bởi thực tế trong 45 ca mới ghi nhận thì có 4 trường hợp có triệu chứng đến khám, xét nghiệm tại các cơ sở y tế, 3 trường hợp trong khu vực phong tỏa, 1 trường hợp lấy mẫu hộ gia đình và 4 trường hợp lấy mẫu đối tượng nguy cơ liên quan đến cảng cá. Từ chuỗi lây nhiễm cảng cá thì đến nay, nhiều chợ truyền thống trên địa bàn thành phố đã dừng hoạt động vì ghi nhận các ca mắc liên quan. Trong khi đó, hiện các địa phương cũng đang kiểm soát gần 3.500 người liên quan đến cảng cá. Nếu làm không chặt chẽ thì nguy cơ lan rộng ra cộng đồng là rất lớn.